mấy em này, em này thì có thể ok nè, mấy em này thì có thể ok nè, ăn thiệp lúc, ăn thiệp lúc, còn mấy em này sao hơi nhỏ quá ta, hôm nay chắc do mình chiết hay sao á. Các bạn nha, hôm nay thời tiết hơi âm u các bạn ơi, hơi âm u thì ở trong nhà mình mở đèn Christmas lên thì cho nó ấm áp nha các bạn. Thì mình cũng hôm qua mình cũng gắn gắn lược lên cái Christmas tree nè, nhưng mà không có gắn đèn ở ngoài các bạn ơi. Thì mỗi năm làm gì cho nó vui mà cho nó ấm áp mấy ngày lễ mà mấy ngày đông này nè, nhìn cũng đẹp ha, đơn giản mà đẹp. Rồi ok các bạn, thì hôm nay trời trời lập đông rồi bạn ơi, bây giờ lạnh quá trời luôn. Mình thấy thời tiết mấy hôm gần là quá lạnh luôn mà. Thì hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn về về mấy cây mãng cầu bạn. Bây giờ là vô vô mùa mãng cầu rồi, cho nên bây giờ mình nói về mãng cầu nha các bạn. Ok, thì bên đây thì có cây cây na định quán đó bạn. Cây na định quán này mình mua cách đây cũng vài tháng rồi nha bạn. Mình ghép và mình ghép cũng ok rồi. Bây giờ cái nhánh ghép của mình nó cũng mọc ra đó. Thì thôi mình sang lại cây này luôn. Thì na định quán là cái trái các bạn thấy trên màn ảnh rồi đó nha. Cái cây này là nó tự đậu trái nha các bạn. Na định quán tự đậu trái, nó giống như nó tựa na dai Việt Nam vậy đó. Cái trái nó cũng gì nữa bạn. Thì tùy theo các bạn trồng thôi, thì nhiều lúc các bạn trồng tốt thì trái nó cũng to hả bạn. Thì đây là gốc nó đây, mình zoom lại cho bạn xem nha. Đó, đây là gốc nó nha bạn. Thì nó tàn tán cũng đẹp nha, nó có 3-4 nhánh đi lên đó. Thì cái cây này cũng vẫn còn mắc lắm nha bạn. Hồi lúc mình mua hình như là 170-180 nha bạn, 170-180 cách đây mình nghĩ cách đây 1 tháng 2 tháng rồi các bạn. Thì bây giờ mình chia lại nha, mình chia lại cây này cũng 180 luôn nha các bạn. Thì mình cắt được một nhánh mình ghép rồi, thì mình ghép thì nó cũng đang mọc ra thì nó cũng ok. Thì mình chia lại cây này, một cây này thì 180 luôn, ok nha các bạn. Thì na định quán ăn rất là ngon nha, nó tựa như na dai Việt Nam nha các bạn. Dễ đậu trái, dễ xây trái và phát triển mạnh nha. Thì đây là gốc ghép nha các bạn. Cây đa số mãng cầu là ghép không à, ít có trồng từ hột lắm, tại trồng từ hột nó lâu có trái, với lại mình nói là ở Cali thôi nha, lâu có trái với lại nó ăn không có được ngon bằng là cây ghép các bạn. Cây ghép thì nó ngon hơn, đa số nó vậy á. Ok nha các bạn. Thì nó nằm trong chậu 15 gallon lùng nha, 15 gallon lùn. Thì cây cũng tàn tán đẹp á, cây mình nghĩ chừng 5 feet mà, cây cao 4 feet rưỡi 5 feet đó nha. Cây là trường hợp là tình trạng của cây là xum xê nha các bạn. Còn kế bên đây là mình cũng chia lại cây na sầu riêng luôn nha. Đây, na sầu riêng thì mình mua chung với na định quán thôi. Thì cây này tàn tán cũng đẹp luôn nha, tàn tán đẹp. Thì gốc này, gốc đây thì nó cũng là cây ghép luôn nha các bạn. Thì các bạn biết rồi, cái na sầu riêng này ăn rất là ngon nha các bạn, nó cũng mới nó mới ra đây thôi thì trái nó cũng rất là bự luôn. Mình không biết là nó cái ăn cái mùi giống sầu riêng hay là
hay là sao, nhưng mà nó kêu là na sầu riêng nha, mình cũng không có tìm hiểu lấy. Thì cây này mình để lại 150 luôn nha các bạn, cây na sầu riêng này nha, đây gốc nữa các bạn, trong chậu 15 ga lông lùng luôn nha. Thì cái trái thì các bạn thấy trên màn ảnh rồi đó, đây mình quay từ từ gốc lên đây cho các bạn xem luôn, na sầu riêng. Nó có hồi lúc hình như nó có bông thì phải, nhưng nhớ cây này hay cây kia, hình như cây này ra rồi xong xuôi nó không đậu trái bạn ơi, do cái cây nó còn nhỏ đó. Thì mình nghĩ năm sau nếu các bạn trồng tốt thì năm sau nó cho trái na sầu riêng nha các bạn. Cây này mình để lại 150 luôn. Còn bên đây thôi quên đi. Ok vậy thôi bạn. Thì hai em na Định Quán và na sầu riêng, hai em na Định Quán thì 180, em na sầu riêng thì 150 nha. Ok cô chú anh chị có nhu cầu thì gọi cho mình nha. Với lại mình muốn chia sẻ với các bạn á, hôm qua bạn mình với anh bạn mình đây hiện trường còn nè, cưa rồi. Mình với anh bạn mình lấy cái cây táo Fuji lên đó bạn, nó bự lắm, bự cho bá lửa luôn, cái rễ nó là quá trời to luôn. Rồi mình may mắn cầu quá bạn ơi, mình đi vườn của chị Châu, rồi vườn của chị Dung, rồi vườn của anh Hải, mình thấy mãng cầu của người ta đã quá trời luôn, dứt cây mãng cầu bự này luôn mà, thấy không? Cái này năm năm này á, thì nó không có tốt cho mấy, nhưng mà năm sau mình hy vọng năm sau nó sẽ cho được 50 100 trái nha các bạn, tại cây này bự nha chứ không phải cây nhỏ đó. Cây bự đó mình dứt luôn, mình thích. Bây giờ mình đi vòng vòng mình thấy người ta cây bự 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 trồng 5 6 năm đổ lên á, thì trái nhiều quá, cho nên mình dứt luôn mà, mình chơi cây bự luôn, cây to mình đem về. Cái lỗ hôm qua mà mình bứng cây cây táo Fuji lên đó bạn, cái lỗ bự cho bá lửa luôn, rồi mình đặt em nó vừa khính luôn, mình bỏ phân vô rồi mình trồng. Bên đây thêm một em nữa nè bạn, thì mình nói rồi các bạn, mình đi mấy cái vườn mãng cầu mình kết quá, giờ mình chơi thêm một em ở đây nữa nè. Một lát mình đang đào cái lỗ đó, mình đang ngâm nước nè cho nó mềm đó bạn, xong xuôi mình sẽ đào nới rộng ra nữa, mình sẽ đặt thêm một cây nữa bự vậy đó bạn. Ở bên đây á mình sẽ đốn em này luôn, cái này em apricot đó bạn, apricot còn gọi là trái mơ á, thì mình cũng ăn nó cũng ít đó bạn. Với lại mình sẽ quất nó luôn, cho em xuống luôn, cưa nó xuống luôn, rồi mình chơi chơi thêm một em mãng cầu ngay Các đây. bạn, Mình có một cây ổi Gubi Đài Loan không hạt nha, cái này Gubi Đài Loan không hạt mà cây ghép nha, cây ghép là gốc ghép của nó, cái cây này là được ghép từ Việt Nam nha các bạn, cây này được ghép từ Việt Nam các bạn. Thì nó đang có trái nè, nó đang có được 2 trái. Những cái cây mà Gubi Đài Loan không hạt mà ghép từ Việt Nam các bạn, nó đậu trái dễ dàng nha, nó đậu trái dễ dàng và trái bự và ít hạt nha các bạn, trái bự và ít hạt. Theo như mình biết đó nha, là những cái cây Gubi Đài Loan mà ghép từ Việt Nam á là cái nó ngon hơn các bạn, mình không biết, nhưng mà với lại nó là dễ đậu trái luôn, nó rất là dễ đậu trái, bông ra 2 bông là đậu hết 2 trái bạn thấy không, và nó nói chung ra nó dễ đậu trái mà nó sai trái đó. Ok thì mình theo như mình biết đó nha, thì cây này cũng ok lắm nha. Thì mình nói với các bạn ổi là các bạn phải control nước, mình phải tập cho nó thói quen ngày tưới ngày nghỉ, thì các bạn cứ giữ ngày tưới ngày nghỉ hoài luôn, không có thay đổi cho đến khi nào khí hậu lạnh quá thì ngày tưới 3 4 ngày nghỉ, hoặc là ngày tưới 1 tuần nghỉ, tại vì lúc đó là lạnh dữ lắm thì mình phải phải bớt nước nha các bạn, tại các bạn mà cứ tưới nước hoài á, là nó sẽ rụng trái nha các bạn. Thì ổi là nó như vậy đó, theo như mình biết là nó như vậy, tại mỗi người trồng khác nhau nha các bạn, mỗi người mỗi khác, cho nên ok bạn. Thì đây là em ổi Gubi Đài Loan không hạt được ghép từ Việt Nam nha, thì được ghép từ Việt Nam á, thì
Cái loại này thì nó mới ngon nha các bạn. Nó ngon, nó sai trái và nó dễ đậu trái hơn là những cái loại khác nha các bạn. Theo như mình tìm hiểu và mình biết đó nha. Thì ok bạn, thì mình có cây này mình để lại 130 nha. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu thì gọi cho mình nha, số phone mình để trên màn ảnh đó. Cây này 130, cây ổi Gubi Đà Loan không hạt, cây ghép. Cây ghép này nó dễ đậu trái và nó sai trái. Ok nhớ bạn. Thì nó cũng đang trong tình trạng tốt lắm nha. Gubi Đài Loan không hạt. Cái loại này là loại ngon nha bạn, tương đương với Thái Gubi không hạt nhưng mà nó giòn xốp hơn đó nha. Ok, kế bên đây thì mình có mấy em xoài à. Xoài kêu là Thái Queen Mango bạn. Thái Queen Mango này á là cái loại mà ăn sống được và ăn chín được nha các bạn. Vừa sống được vừa chín được luôn. Xoài Thái, Thái Queen Mango. Ok bạn, thì cây này á mình để lại là 120 cây nha các bạn. 120 cây thì cây cũng đang có bông luôn nè. Không biết nó đậu trái không mà đậu trái luôn, đậu trái xanh xanh luôn. Nhưng mà mình không biết nó có giữ được qua mùa đông này không nha. Thì nó cũng có trái đó bạn. Các bạn mua về các bạn sang chậu bự á, các bạn lấy cây trống lên nha, lấy cây trống lên thì em thấy cũng ok, thì gốc nó cũng to to đây các bạn, thấy gốc to to nha, gốc nó cũng bự bự đó. Đây là Thái Queen Mango nha các bạn, Thái Queen Mango thì có mấy cây được có bông các bạn ơi. Đây mấy cây này có bông, có bông thì hình như nó cũng đậu trái nhỏ nhỏ đó. Mình biết đậu trái giờ không biết ăn được không, nhưng mà nó đậu trái thì mình giữ thôi. Thì em này mình để 120 nha các bạn. Tại giờ mấy em này hồi trước mắc lắm nha, tại bây giờ người ta sale nhiều quá cho nên thôi mình để lại 120. Chứ mấy em này trước là 180 hoặc 200 hoặc là 150 đó. Mà mấy em này là mấy em này được dưỡng lâu lắm rồi nha các bạn, dưỡng cũng cũng gần 1 năm rồi đó nha. Từ tháng 2 tới giờ cũng bây giờ sắp bước qua tháng 12 rồi. Tháng 2, tháng 12 là 10 tháng rồi bạn, đúng không nha? 10 tháng rồi. Mấy em này nằm trong chậu này 10 tháng là mấy em ok lắm rồi đó. Thì mỗi em 120 nha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì gọi cho mình nha. Thái Queen Mango, loại ăn sống được, ăn chín được luôn, nó giòn ngọt đó nha các bạn. Ok. Ok bạn, thì mình có người chị gửi mình hai cây quýt sumo nữa các bạn. Hai cây sumo nha. Cái này quýt sumo. Thì quýt sumo các bạn thấy trên màn ảnh này đó. Nó rất là ngon nha các bạn, nó là quýt túi tiền á, người ta nói trồng nó được may mắn vậy đó. Thì theo như người ta nói á. Nó nằm trong chậu 15 gallon nha các bạn. Trong chậu 15 gallon thì gốc nó đây nha các bạn. Gốc nó đây, gốc nó thì cây nó đây. Đây các bạn. Nó kêu là quýt sumo nha. Quýt sumo này á chị gửi mình á bán cây 100 nha các bạn, trong chậu 15 gallon. Trong chậu 15 gallon quýt sumo, một cây 100 đồng. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì alo nha. Thì chị gửi mình hai cây này nha các bạn. Ok. Hai em, mỗi em chăm trong chậu 15 gallon. Thì cái loại quýt này mình mới biết đây thôi các bạn, thì nó cũng ngon lắm nha. Người ta nói là nó cũng dễ lột, nó nhu nhu giống như túi tiền á. Tại có người chị chỉ ăn rồi chỉ chia sẻ rồi đó, tại mình không, mình chưa ăn đó. Mình ăn gold naked nè, cái su nè, mình thấy nó rất là ngon, nhưng mà chị này chỉ nói sumo ngon lắm nha. Nó ngọt, không hạt, mọng nước và nó dễ lột nữa nha các bạn. Thì chị nói rất là ngon và sai trái luôn, chỉ trồng cây chỉ nhỏ xíu mà trái quá trời trái luôn. Hình như hôm bữa mình có quay trong cái video clip của mình về cây quýt sumo của chị đó. Nhiều trái lắm mà cây nhỏ lắm nha các bạn. Ok, thì cây này cái chị kia chỉ gửi mình bán một cây 100 nha. Thì cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì alo cho mình nha.
số phone mình để trên màn ảnh đó, thì mình nói với bạn thì mình không phải nursery, cây của mình có giới hạn nha các bạn. Thì mình chỉ có 2 cây thôi, thì cô chú anh chị nào mà gọi trước thì mình bán trước nha. Ok, cảm ơn cô chú rất nhiều nha. Quýt su môn cây 100. Rồi, cảm ơn cô chú rất nhiều. Dưới chị gửi cho mình một cây, cây này nó kêu là Wimper Tree nha bạn. Wimper Tree, cái cây này như nó đang có hoa á bạn. Nó đang có hoa ra. Cây này chị gửi mình bán luôn nha các bạn. Thì cây này trong chậu á là 5 ga lông. Chậu 5 ga lông đây, gốc nó ra các bạn. Cây này ăn rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Nó chị nói ăn nó chua chua ngọt ngọt, nhưng nếu mà mình để nó chín nhiều quá thì nó sẽ ngọt ngay à nha các bạn. Wimper Tree cái trái nó vàng vàng mà nó nhỏ nhỏ gì nè. Tùy theo các bạn trồng. Bữa mình lên nhà của chú Lộc á, mình thấy cái trái rất là nhỏ luôn, là cái trái đó không có được tốt nha các bạn. Nhưng mà cái trái của anh Michael lúc mà ảnh bán cái cây Wimper Tree của ảnh á thì trái nó to. Nhưng mà cái trái mà chị cho mình xem á, hình mà chị ăn rồi luôn á, là cái trái nó còn to hơn nữa. Thì tùy theo mình trồng nha các bạn. Mình trồng tốt á, thì nó sẽ cho trái to hơn nha. Thì cây này á chỉ bán 100 đồng nha các bạn. 100 đồng cho cây Wimper Tree này nha, cây rất là tốt luôn nha. Lá xanh tươi mơn mởn luôn nha. Mướt. Màu xanh của cây này là rất là tốt luôn. Chị sale cây này 100 đồng nha. Thì bữa chị thấy mình quay video của chú Lộc. Chú Lộc nói cây đó tới 1.500 mà ở đây không có ai bán đó. Chị muốn cho các bạn thấy là ở đây cũng có cây này, cũng có nhiều người bán. Và cây này rẻ lắm chứ không có mắc như chú Lộc nói nha. Thì cây này chỉ bán lại 100 đồng thôi. Ok, thì cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì alo nha. Thì số phone đó, số phone thì mình để trên màn ảnh nha các bạn. Thì chị gửi mình bán giùm chị nha. Cây này chị gửi bán 100 đồng. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok các bạn, thì ở đây mình cũng có một cây mãng cầu sim nha các bạn. Mãng cầu sim trồng trong chậu 15 ga lông thì cây cũng đang phát triển khá là tốt luôn nha. Thì cây cao lắm bạn, cây cao khoảng chừng mình nghĩ khoảng chừng 7 8 feet đó bạn. Cây là trong tình trạng rất là khỏe luôn nha. Thì mãng cầu sim này mình khuyên các bạn nha, các bạn không nên trồng trồng xuống đất nha, các bạn nên trồng chậu á. Các bạn trồng chậu thí dụ gì gì nó bự gì vậy, các bạn về các bạn sang năm á, các bạn vẫn để gì luôn, các bạn sang năm các bạn thay chậu 25 ga lông. Thì các bạn trồng chậu chừng vài năm cho nó chắc chắn á, xong xuôi nó bự á, các bạn mới thả xuống đất. Thì mãng cầu sim á, cái này mình nói thiệt luôn nha, thì mình có trồng cây nhỏ thì nó chết đó các bạn. Tới cái độ lạnh nào nó lạnh nó chịu không nổi thì nó sẽ chết. Thì cho nên nhưng mà các bạn thấy mình trồng trong chậu không, nó không có bị chết, nó rất là khỏe luôn. Người ta mấy người cô chú mà trồng trước á, người ta trồng có trái rồi nha. Người ta nói mình trồng trong chậu chứ đi, trồng trong chậu khi nào cái gốc nó bự ra nó khỏe thì khỏe, mình hãy đưa nó xuống đất nha các bạn. Còn nếu các bạn không muốn đứng đất, các bạn trồng chậu bự cũng ok nữa. Các bạn sang chậu giống như 35 45 ga lông á, là mấy em này là sống phè phè luôn á. Tại mấy cái chậu đó rất là to các bạn. Thì mình trồng chậu cũng được, các bạn thấy mình trồng chậu này hình như cả năm rồi các bạn. Nó rất là khỏe luôn nha, nó tốt luôn nha các bạn. Khí hậu lạnh nó cũng ok luôn á, tại vì mình trồng trong chậu với lại giống như là nó không có bị mưa nhiều đó thì nó ok. Còn mưa nhiều quá thì các bạn phải đem vô cái chỗ nào mà khô ráo nha các bạn. Sợ mưa nhiều quá đó, nước nhiều vừa lạnh nữa cây nó sẽ bị chết á. Cho nên các bạn trồng mặn với lại mãng cầu sim các bạn phải để ý mấy cái điều đó nha. Thì mình để nó trong đây thì nó không có chết các bạn, nó rất là khỏe luôn. Các bạn thấy nè. Thì mãng cầu sim á, ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn nha các bạn. Với lại mình nghe nói cái lá nó trị bệnh gì mình không biết nha. Nhưng mà hôm bữa nào mình nghe cô chú nào nói cái lá của mãng cầu sim rất là tốt. Người ta dùng nó để làm thuốc gì đó mình không biết. Ok nha bạn, thì cái cây này mình để là 100 đồng nha. Cái cây này là to nha các bạn. Cây to nha. Cây là thằng tán đẹp luôn. Cây rất là khỏe luôn. Nó đang ra lá non cũng nhiều lắm.
Ok, cô chú anh chị nào có nhu cầu thì gọi cho mình. Còn cái gì sale nữa không ta? Thôi hết rồi. Các bạn thấy không? Cái khúc chanh bên kia mình hái mình cho hết á, còn khúc chanh bên đây nè. Các bạn thấy không? Là cái cây này các bạn. Là nó tròn đều á, là trái nó đều luôn các bạn. Nó rất là nhiều mà mình không có chăm sóc nó gì hết trơn mọi người. Và nước rất là nhiều luôn. Chanh đây nè. Cái cây bên đây thì nó có tí xíu hạt nhưng mà nó nước nhiều lắm, còn cái cây bên kia thì không hạt thì nó cũng nước nhiều luôn, mà thấy không, quá trời nhiều luôn.